10 năm qua, chương trình Nóng cùng FIFA World Cup hay Nóng cùng UEFA Euro đã trở thành một trong những chương trình đồng hành được yêu mến nhất trong những ngày hội bóng đá lớn được tổ chức. Và ở phần cuối của bản tin tối ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh để chuẩn bị cho Nóng cùng FIFA World Cup 2022. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ngay sau khi Đài truyền Việt Nam sở hữu bản quyền FIFA World Cup 2022, Ban thể thao đã ngay lập tức khởi động Nóng cùng FIFA World Cup 2022. Chương trình quy tụ 32 cô gái xinh đẹp, thông minh, tự tin, đại diện cho 32 đội tuyển của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Áp lực dành cho ekip sản xuất chương trình cũng rất lớn, bởi trong một thời gian ngắn, đội ngũ sản xuất phải thực hiện một khối lượng lớn công việc. Nóng cùng FIFA World Cup và Nóng cùng Euro là một cái chương trình mà chúng tôi đã xây dựng format từ cách đây 10 năm. Với chương trình năm nay thì chúng tôi cũng đã có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và là một trong những cái chương trình đồng hành của ban thể thao dành tặng cho khán giả truyền hình trong mùa World Cup năm nay. 32 cô gái của Nóng cùng World Cup năm nay sẽ là những cái đại sứ hình ảnh cho 32 quốc gia tham dự World Cup năm nay, mang tới cho khán giả truyền hình là cầu nối để mang tới những cái tinh thần của bóng đá, tinh thần của World Cup đến với khán giả truyền hình một cách gần gũi và thân thiện nhất. Chúng tôi ý thức được đây là một chương trình rất là đặc biệt và được sự đón chờ của rất nhiều các vị khán giả yêu thích thể thao, đặc biệt là môn bóng đá. Nên chúng tôi cũng đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng về sân khấu, đặc biệt là về cái nhận diện của FIFA World Cup năm nay. Nóng cùng FIFA World Cup 2022 sẽ bắt đầu lên sóng từ ngày mai 17 tháng 11 2022 lúc 20 giờ trên VTV3.